Tưởng con bốn kia anh phải cho sang bên này, xong con này cho đít vào thì mới dễ xếp. Vâng, con đấy anh cho sát sang bên này. Sao nó sập cho lên, nó đang tỉa đầu ấy. Tiếp tục hai dàn là kẻ lên đường này các bác ơi.